Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, đứng giữa làn 120 km h tại cao tốc để cái vã, tranh luận là hành động không chỉ vô ý thức mà còn chủ quan tới mức coi thường tính mạng của bản thân, cho tới khi phải trả giá bằng hai sinh mạng những người trong cuộc mới giật mình hoảng hốt thì đã quá muộn. Đó là hậu quả của vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng gây xôn xao dư luận trong ngày 11 tháng 7 vừa qua. Vụ việc đã để lại bài học đắt giá cho nhiều tài xế trong kỹ năng điều khiển phương tiện. Nhóm người xuống xe cãi nhau trước khi xảy ra tai nạn liên hoàn ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Khoảng 8 giờ 58 phút ngày 11 tháng 7, tại km 49 trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, hướng Hà Nội-Hải Phòng, thuộc địa phận thị trấn Sao Lộc, huyện Sao Lộc, tỉnh Hải Dương, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ba ô tô, Thời điểm trên, xe bán tải bị kiểm soát 38C 195XX do tài xế Đặng Quốc Hoàng, sinh năm 1983, quê Hà Tĩnh điều khiển. Trên xe chở các anh Trịnh Tuấn Anh và Lê Ngọc Hùng, sinh năm 1988 ở Nghệ An, khi đang lưu thông thì phanh gấp. Trước tình huống trên, xe khách 16 chỗ bị kiểm soát 15F006XX trên xe chở 11 hành khách. Do tài xế Quách Văn Lâm, sinh năm 1989 ở Hòa Bình điều khiển đi phía sau, đã đâm vào đuôi xe bán tải. Sau va chạm, tài xế Quách Văn Lâm xuống xe tranh luận với người trên xe bán tải, trong đó có anh Trịnh Tuấn Anh và Lê Ngọc Hùng. Trong lúc đó, ô tô con bị kiểm soát 30K 757XX do tài xế Trần Ngọc Thế ở Thái Bình điều khiển đã tông vào xe khách. Phương tiện này không có dấu hiệu giảm tốc độ trước khi gây tai nạn. Vụ tai nạn khiến các anh Trịnh Tuấn Anh và Quách Văn Lâm tử vong tại chỗ. Ngoài ra, còn nhiều người bị thương, trong đó có tài xế xe con là Trần Ngọc Thế bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin. Tại hiện trường, ba phương tiện hư hỏng nặng. Qua kiểm tra, cảnh sát giao thông xác định tài xế xe bán tải 38C 195XX không vi phạm về nông độ cồn và ma túy. Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Sa Lộc cùng Ban Quản lý Đường Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Cục Cảnh sát Giao thông tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Mỗi vụ tai nạn giao thông gây tổn thất về sinh mạng đều khiến người ta đau lòng. Nhưng với vụ tai nạn trên, nỗi đau lại càng sâu hơn và gắn với sự vẫn nổ, chua chát, bất lực. Có tới 12 người thường vong lãng xẹt chỉ vì hành vi đứng giữa cao tốc cãi nhau sau vào chạm. Theo báo cáo từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, sau khi chiếc ô tô 16 chỗ vào nhẹ vào đuôi xe bán tải đang chạy chậm để tránh chướng ngại vật phía trước, ba người đàn ông xuống xe, cãi vã ngay giữa đường cao tốc, nơi xe cộ được phép chạy tới 120 km h Trong khi họ mại cãi cọ, một chiếc xe còn lao tới, tông mạnh vào đuôi xe 16 chỗ. Hai trong số ba người đứng cãi nhau trước mũi xe này, tử vong tại chỗ, 10 người khác bị thương. Phần lỗi của mỗi bên trong vụ tai nạn kinh hoàng này sẽ được cảnh sát điều tra và phân tích, nhưng có một điều mà bất cứ ai cũng nhận biết được, nếu mấy người đó không đứng giữa cao tốc mà cãi nhau, hậu quả đã không thảm khốc đến mức ấy. Hai mạng người là cái giá quá đắt cho bài học an toàn giao thông mà thực ra mỗi người đã được học miễn phí vô số lần qua những khuyến cáo hay tài liệu công khai, nhưng chẳng thèm để ý. Mọi kiến thức về an toàn bị người ta ném qua một bên khi một thói xấu cố hữu của người Việt phát tác. Hế đụng xe là hai bên lao xuống to tiếng, hung hổ với nhau, bất chấp việc xe cộ vẫn đang ầm ầm qua lại. Chẳng cần quan tâm đến việc mình có đang cản trở giao thông hay không, hoặc tệ hơn là chẳng thể biết bản thân có đang gặp nguy hiểm hay không. Người ta đứng giữa cao tốc cãi nhau như đứng giữa đường làng, như thể toàn bộ không gian xung quanh đều là bên bờ ao nhà mình. Cái kiểu vô ý thức trong giao thông như vậy có lẽ chỉ tồn tại ở người Việt và đáng buồn hơn là ở số đông người Việt. Sự vô ý thức này bắt nguồn từ thói tùy tiện, bừa bãi, ích kỷ, hễ lái xe đi trên đường là chỉ biết đến mình, có va chạm thì dù là đúng hay sai thì cũng phải cái vã một trận, gây thành thế để trấn áp đối phương. Sốt cao giành phân thắng về mình, đứng giữa đường cãi nhau, ai cũng biết rõ là mình đang cản trở giao thông, nhưng vì ích kỷ nên mặc kệ. Nhưng khi đứng cãi vã nhau giữa đường cao tốc, thói tùy tiện khiến họ quên mất là chính mình cũng có thể trở thành nạn nhân không chỉ là biểu hiện của sự vô ý thức, coi thường luật giao thông, hành vi đứng cãi nhau giữa cao tốc còn là bằng chứng của sự thiếu hiểu biết. Cao tốc là nơi xe cộ được phép phóng với tốc độ cao, thậm chí không được chạy dưới tốc độ tối thiểu. Mỗi vật bất động trên đường đều rất dễ dàng bị xe đi qua tông vào, cán nát hoặc hất văng. Đó là lý do người ta thiết kế phần đường dành cho việc dừng, đỗ xe. Tài xế sẽ đưa xe vào đó mới dừng để đảm bảo người và xe không bị những phương tiện đi qua tông phải. Trong những trường hợp bất khả kháng khiến xe dừng giữa đường, người ta phải nhanh chóng ra khỏi làn xe chạy càng nhanh càng tốt, không di chuyển được xe thì con người phải ra khỏi khu vực nguy hiểm đã, rồi có phân bua, cái cọ gì thì tính sau. Cái khác biệt giữa cao tốc và đường làng Đường trong thành phố không chỉ là vận tốc tối đa cho phép, chính đặc thù về tốc độ ấy kéo theo nhiều quy định, quy tắc an toàn mà tài xế và những người ngồi trên xe phải tuân thủ. Sự phát triển của đường cao tốc và số lượng ô tô lưu hành là một dấu hiệu của mức sống cao cũng như trình độ văn minh, nhưng đáng buồn là ý thức văn hóa giao thông của nhiều người lại không kịp phát triển tương ứng. Khi người ta mang theo ý thức ao làng lên cao tốc, hậu quả không chỉ là sự xuất hiện những tình huống phản cảm mà còn là sự tổn thất về sinh mạng con người, loại tổn thất không thể nào bù đắp người chết không thể sống lại chỉ mong vụ tai nạn đau thương trên cao tốc hà nội hải phòng giúp thức tỉnh mỗi người trong mọi trường hợp phải tuân thủ các quy định về giao thông đừng để vì vài phút sai lầm mà người thân của mình phải đội lên đầu vành khăn trắng Cách đây không lâu, tối ngày 2 tháng 7, tại km 50 600 cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, thuộc địa phận của huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, cũng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn chở xăng dầu mang biển kiểm soát 24H002XX và ô tô tải biển số 14C200XX. Sau va chạm, xe bồn bốc cháy dữ dội, ngọn lửa lan sang hành lang cây xanh bên cao tốc. Thời điểm xảy ra vụ việc, xe tải gặp sự cố đổ giữa đường có cảnh báo phía trước bằng cánh cây. Tài xế xe tải là anh VVT, sinh năm 1979, trú tại tỉnh Điện Biên, đứng đầu xe gọi điện thoại, thì xe bồn đâm trúng đuôi xe. Liên quan đến các tình huống trên, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trường phòng hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông, cho biết các tài xế đã bất cần khi dừng xe giữa đường mà không có biện pháp cảnh báo an toàn, thiếu các kỹ năng khi điều khiển ô tô lưu thông trên cao tốc. Cùng theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, qua theo dõi thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông trong 6 tháng đầu năm nay, trên các tuyến đường cao tốc do Cục Quản lý đã xảy ra 93 vụ tai nạn giao thông, làm 36 người tử vong và bị thương 52 người. Đại tá Nguyễn Quang Nhật nói, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông chủ yếu là do ý thức, chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao, không tuân thủ nguyên tắc khi tham gia giao thông trên đường cao tốc. Các hành vi vi phạm phổ biến trên đường cao tốc bao gồm đi không đúng phần đường, dừng đỗ trên đường cao tốc, chạy quá tốc độ, không đảm bảo khoảng cách an toàn. Biện pháp an toàn khi gặp sự cố trên cao tốc Theo Thượng tá Phạm Đức Đông, Phó trưởng phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, cục cảnh sát giao thông. Các vụ tai nạn giao thông nêu trên cho thấy, việc xử lý khi xe gặp sự cố hoặc tai nạn giao thông của tài xế còn yếu dẫn đến nguy hiểm cho chính lái xe và người tham gia giao thông khi gặp sự cố trên đường cao tốc hoặc quốc lộ người tham gia giao thông cần thực hiện các biện pháp sau với xe gặp sự cố, hết xăng, nổ lốp, hỏng xe, tài xế cần chú ý quan sát, bật đèn xi nhăng, cố gắng từ từ di chuyển từng là một đưa xe ra khỏi phần đường xe chạy, cho đến khi vào sát bên phải phần đường xe chạy hoặc làn dừng xe khẩn cấp nếu có. Bật xi nhan cảnh báo, tài xế xuống xe, mặc áo phản quang vào ban đêm và đặt bà chóp nón hoặc biển tam giác phản quang phía sau xe để cảnh báo với khoảng cách 100m trên cao tốc. Thượng tá Phạm Đức Đông nhấn mạnh, Lái xe không được tự ý đi bộ trên đường cao tốc, phải đứng ngoài giải tôn hộ lan để đảm bảo an toàn, sau đó gọi điện thoại đến đường dây nóng 1900 8099 để được hỗ trợ. Khi xe gặp tai nạn trên đường cao tốc, tài xế phải thật bình tĩnh xử lý, đặt cảnh báo, gọi điện thoại đến đường dây nóng 1900 8099 để được hỗ trợ, xử lý theo quy định. Tuyệt đối không được đi bộ trên cao tốc, không được tập trung đông người để tranh cãi. Vị phó trưởng phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt khuyến cáo. Ô tô nên dán giấy phản quang phía sau, trang bị tối thiểu 3 chóp nón hoặc 3 biển tam giác phản quang, trang bị áo phản quang để mặc khi gặp sự cố trên đường vào thời điểm trời tối, sương mù và ban đêm. Vụ tai nạn trên một lần nữa là hồi chuông cảnh báo cho những tài xế vẫn còn giữ thái độ rừng dưng, chủ quan, coi thường việc chấp hành các quy định khi lưu thông trên cao tốc. Càng đứng trước sự cố bất ngờ, người ngồi sau tay lái càng phải giữ cái đầu lạnh để thật bình tĩnh xử lý vấn đề một cách an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.